bạn, trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái đôi giày bata xinh xắn cho bé như thế này. Nguyên liệu ở đây mình sử dụng là len mill cốt tông cuộn 125g, sợi len của mình là mác S chữ đỏ và độ dày của sợi len là 1.75 đến 2mm. Kim móc thì mình dùng kim hai đầu, đầu 3, 4 nè, thì đầu số 4 tương đương với kim 2.5mm ha. Những bạn nào mà không có mẫu kim này thì có thể so sánh đầu kim mà các bạn có so với sợi len. Khi đưa vào so sánh thì đầu kim của mình nó sẽ có độ dày xấp xỉ gần bằng sợi len là được. Mũi móc của mình sẽ được chắc chắn hơn ha. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể sử dụng thêm cho mình kim 2mm hoặc là 1.5mm để mình có thể móc vào các cái chân móc nhỏ nè. Ngoài ra thì mình còn sử dụng kéo cắt len, kim đánh dấu để đánh dấu mũi móc. Những bạn nào mà móc cho bé cặp đi thì chuẩn bị thêm cho mình một cặp mặt đế xốp như thế này ha. Thì mặt đế này mình có hướng dẫn ở clip trước rồi ha, cách cắt cũng như là dán đế. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc chi tiết phần thân giày. Ở đây mình đã móc sẵn một mẫu mặt đế giày len như thế này. Thì mẫu mặt đế này mình có hướng dẫn ở clip trước rồi. Mình có để link ở phần mô tả và bình luận. Các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo cách móc cái mẫu mặt đế này. Và đây cũng là điểm đầu tiên mà các bạn cần tăng giảm size cho mình ha. Xác định cho mình chiều dài chân của bé, sau đó móc lên cái mặt đế này bằng với chiều dài chân của bé hoặc là dài hơn tầm khoảng 1cm là được. Thì đối với mẫu này mình móc 11.5cm nên xích đầu tiên của mình là 16 mũi xích. Cái cụm cuối cùng ở cái phần gót là 3 mũi móc đơn nè. Và vòng ngoài cùng là mũi nửa kép. Thì ta sẽ có được mặt đế 11.5cm ha. Bây giờ mình sẽ móc lên cái phần thân nè. Và trước khi đi vào móc cái phần thân ở trên, áp dụng cho tất cả các cái size từ nhỏ đến lớn, các bạn sẽ sử dụng cho mình hai kim đánh dấu. Sau đó mình sẽ đánh dấu vào hai chân móc của mặt đế. Tính từ gót giày đi lên, ta sẽ gặp hai mũi móc ta móc vào cùng một chân móc, thì các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân đầu tiên ta gặp ha. Sau đó tiếp tục làm tương tự cho mình ở đầu còn lại nè. Đối với những bạn nào mà hay móc mũi móc của mình nó bị lệch nghiêng á, thì các bạn sẽ dời lại cho mình một mũi ha. Tức là từ cái chân này mình sẽ dời ra một mũi nè. Ta sẽ có được hai điểm đánh dấu như thế này. Thì bây giờ mình sẽ móc lên cái phần thân trên nè. Những bạn nào mà không dán đế thì úp cho mình cái mặt phải xuống dưới. Còn những bạn nào mà dán đế thì úp mặt trái xuống dưới ha. Và mình dán đế ở cái mặt trái này. Thì bây giờ mình sẽ móc lên cái hàng đầu tiên. Để ý cho mình ở mỗi chân móc nó sẽ có hai đường móc. Một cái đường móc ở bên trên và một đường móc ở bên dưới nè. Đây, đường móc bên trên ha. Và một đường móc ở bên dưới. Thì ở hàng đầu tiên này tất cả mũi móc ta đều đâm kim vào đường móc ở bên trên. Vào đường móc này ha. Thì tương tự cho chân đầu tiên các bạn cũng đâm kim vào đường bên trên và móc vào đó một mũi móc đơn. Tiếp tục chân bên cạnh cũng làm tương tự ha, một mũi móc đơn vào chân ở bên trên nè. Sau đó làm tương tự cho mình các chân móc còn lại. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Thì khi các bạn móc các cái mũi móc đơn đến chân móc đầu tiên mà mình đánh dấu ở đây, thì các bạn có thể tháo kim đánh dấu ra, sau đó mình cũng đâm kim vào đường bên trên và móc vào đó một mũi móc đơn vào chân ở bên trên luôn ha. Sau đó đâm kim đánh dấu vào cái chân mũi đơn mà mình vừa móc đó và tiếp tục làm tương tự cho các chân móc còn lại, cũng đánh dấu ở cái mũi bên này luôn ha. Móc tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc được đến cuối vòng một hàng mũi đơn, kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời để ta kết thúc vòng. Móc lên một mũi móc xích. Lúc này cái phần thân của mình nó sẽ có độ cao lên một hàng móc rồi nè. Và cái điểm này nó sẽ tạo ra một cái đường G để mình có thể phân biệt được phía dưới là mặt đế, còn bên trên là thân giày ha. Ở hàng móc thứ hai, thay vì móc vào chân ở bên trên, các bạn sẽ móc cho mình luôn vào chân móc chứ mình không móc vào đường bên trên nữa ha. Thì chân đầu tiên luôn luôn là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc vòng phía dưới.
Ta sẽ đâm kim vào chân đầu tiên, móc một mũi móc đơn vào luôn chân móc nha. Đây, chân đầu tiên nè, móc vào luôn chân móc một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc cứ móc cho mình một mũi móc đơn và ta sẽ móc vào luôn chân móc. Móc cho đến cái chân móc mà mình đánh dấu thì tiếp tục tháo kim đánh dấu ha, móc vào đó sau đó đánh dấu lại cho mình mũi móc và móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Sau khi đã kết thúc được hàng thứ hai và cũng đánh dấu lại vào hai chân móc ở phần đỉnh của giày rồi, kết thúc cũng đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên ở vòng móc thứ hai này, móc vào đó một mũi dời, sau đó móc lên một mũi móc xích. Hàng móc thứ ba cũng làm tương tự như hàng thứ hai ha, các bạn cũng móc đều cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn vào luôn chân móc. Ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy cho đến khi cái phần thân này nó có được một cái độ cao cao hơn so với cái đầu ngón cái của bé là được. Đây là điểm cần tăng size thứ hai. Các bạn có thể tăng cho mình nhiều hơn hàng móc này đối với những size lớn hơn nè. Size nhỏ hơn 11,5cm có thể dừng lại cho mình ở 3 hoặc là 4 hàng móc. Còn những size lớn hơn các bạn có thể móc nhiều hơn 4 hàng móc cho mình ha, để mình tạo được một cái độ rộng cho cái phần ngón chân của mình nó được thoải mái hơn. Đối với size này mình đã móc lên được 4 hàng móc đều nhau. Kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Guốc cho mình đoạn len chật lại này cho cái mũi móc của mình nó khớp. Ta hoàn tất được phần thân dày với cái độ cao như thế này rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ móc lên cái phần thân trên. Ở hàng móc đầu tiên của phần thân trên nè, để cho cái phần thân dày của mình á, nó có được một cái đường G để mình có thể phân biệt được phần thân đáy cũng như là phần thân trên. Đây, ở cái đoạn này nó sẽ có được một cái đường G nè. Đường G một hàng móc ha. Thì để móc cái hàng đầu tiên của phần thân trên, các bạn sẽ để ý cho mình ở cái hàng mà mình móc cái phần thân đáy cuối cùng ạ. Hàng thứ tư nè. Tức là cái hàng trên cùng của phần thân đáy nè. Ở mỗi chân móc nó cũng có hai đường móc ha. Một đường móc ở bên ngoài nè và một đường móc ở bên trong. Thì kế bên hai cái đường móc này ở bên trong nó sẽ có một cái đường móc nằm ngang. Các bạn có thể dùng kim đầu nhỏ ha. Mình sẽ đâm vào cái đường móc nằm ngang ở bên trong nè. Đây. Hàng đầu tiên của phần thân trên mình sẽ móc vào các cái chân móc trong đó ha. Đây là chân móc nguyên nè. Hai đường móc bên trong và bên ngoài. Thì phía dưới nó, ở bên trong nó có một cái đường móc nằm ngang. Dùng kim nhỏ đâm kim vào đây sẽ dễ dàng hơn ha. Hàng đầu tiên của phần thân trên sẽ móc vào chân móc này. Và cái hàng đầu tiên này cho đến cái hàng thứ tư mình sẽ áp dụng cho tất cả các size, từ size nhỏ cho đến size lớn ha. Những bạn nào mà không có kim nhỏ thì các bạn cũng có thể sử dụng kim 2.5mm nè, tương đương với đầu số 4 ha. Hoặc là nếu có kim hai đầu thì sử dụng đầu còn lại, để mình đâm kim dễ dàng hơn vào cái đường móc nằm ngang như thế này, dễ dàng đâm kim hơn nè. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành móc lên cái hàng đầu tiên ha. Ta đưa sợi len màu trắng ra phía sau. Các bạn sẽ móc cho mình từ cái chân móc đầu tiên là cái mũi sợi len thừa nè. Thì ở bên trong của sợi len thừa này nó cũng có một cái đường nằm ngang. Ta cũng đâm kim vào cái đường nằm ngang bên trong ha. Sau đó kéo sợi len qua chân móc, móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục đâm kim vào chân nằm ngang kế bên, móc một mũi móc đơn. Vì cái đầu kim này nó nhỏ hơn đầu kim 2.5 ha, nên khi móc các bạn thả lỏng cái ngón tay cho mình một tí để cái mũi móc của mình nó được lỏng ra, nó vừa khít với cái mũi mà ta móc 2.5mm. Mình sẽ làm tương tự cho các chân móc ha. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn và đều móc vào cái đường nằm ngang bên trong. Thả lỏng ngón tay ra nha, cho mũi móc của mình nó được rộng hơn nè. Móc tương tự đến chân móc đầu tiên mà ta đánh dấu. Sau khi đã móc được cho mình các cái mũi móc đơn thì cái phần thân của mình nó sẽ có một cái đường G. Đến cái chân móc đầu tiên mà mình đánh dấu ở đây nè, tháo kim đánh dấu ra.
Và cái chân móc mà mình vừa tháo kim với cái chân móc kế bên nó, các bạn sẽ tiến hành chụm mũi lại ha. Thì cách chụm mũi cho hai cái chân này như sau. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân mình vừa đánh dấu. Đây, và cũng đâm kim vào đường nằm ngang bên trong ha. Sau đó kéo len qua chân móc. Trên kim có hai đường móc rồi, tiếp tục đâm kim vào cái đường nằm ngang kế bên nè. Kéo len qua chân móc. Sau đó kéo cho mình len qua ba chân trên kim luôn ha. Ta sẽ có được mũi chụm đầu tiên, chụm lại hai chân móc thành một chân. Thì lúc này các bạn tiếp tục dùng kim đánh dấu cho mình đây là mũi chụm đầu tiên. Ta có mũi chụm đầu tiên rồi, mũi thứ hai sẽ móc bình thường ha. Một mũi móc đơn vào chân móc nằm ngang bên trong. Tiếp tục sẽ là xen kẽ một mũi chụm vào hai chân móc kế tiếp. Thì mũi chụm sẽ làm tương tự như mũi chụm đầu tiên. Ta đâm kim vào đường móc nằm ngang kế bên nè. Kéo len. Sau đó tiếp tục đâm kim vào đường móc nằm ngang kế tiếp. Kéo len và kéo qua ba chân trên kim. Ta có được mũi chụm thứ hai rồi nè. Tiếp tục chân kế tiếp sẽ đâm kim vào đường nằm ngang móc một mũi móc đơn. Vào đường nằm ngang ha. Như vậy là mình sẽ có xen kẽ ha. Một mũi chụm, mũi đơn, mũi chụm và mũi đơn. Các bạn sẽ làm xen kẽ cho mình cho đến chân móc mà mình đánh dấu kế tiếp. Và ta sẽ xen kẽ ha. Mũi chụm sau đó mũi đơn, mũi chụm và mũi đơn nè. Thì đây là mũi đơn rồi, tiếp tục sẽ là mũi chụm. Đâm kim vào đường nằm ngang, kéo len, tiếp tục đường kế tiếp. Kéo len sau đó kéo qua ba chân trên kim. Ta có mũi chụm thứ ba nè. Chân kế tiếp một mũi móc đơn. Kế tiếp nữa là mũi chụm ha. Khi đã có được 6 mũi chụm xen kẽ thì mũi chụm thứ 7 nó sẽ nằm ở chân kế bên cái mũi mà mình đánh dấu kế tiếp ha. Ta cũng đâm kim vào hai chân móc đó và móc vào đó cho mình một mũi chụm. Đâm kim lần lượt vào hai chân móc, sau đó kéo lên qua ba chân trên kim. Lúc này mình có được 7 mũi chụm xen kẽ rồi ha. Thì chân kế tiếp móc cho mình một mũi móc đơn. Tiếp tục móc thêm cho mình một mũi chụm thứ 8 ở cái điểm cuối cùng này. Sau đó đánh dấu vào cái chân của mũi chụm thứ 8 mà mình vừa tạo được ha. Còn lại các chân móc cuối cùng thì mỗi chân sẽ móc một mũi móc đơn và móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng, đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời để ta kết thúc vòng đầu tiên này ha. Lúc này mình sẽ sử dụng kim 2.5mm lại rồi. Móc lên một mũi móc xích. Ở hàng thứ hai thì ta sẽ móc luôn vào chân móc chứ không móc vào đường nằm ngang bên trong nữa nha. Chân đầu tiên luôn là chân ta móc mũi dời kết thúc nè, móc một mũi đơn. Sau đó làm tương tự cho mình cho đến chân mà ta đánh dấu đầu tiên. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào luôn chân móc nha. Móc đến cái chân móc ta đánh dấu đầu tiên là cái chân mũi chụm đầu tiên của hàng thứ nhất. Tháo kim đánh dấu ra và sẽ móc vào đó một mũi móc đơn. Tiếp tục dùng kim đánh dấu và đánh dấu lại vào chân móc đó ha. Sau đó mình sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại, tức là mình sẽ móc đều và không giảm mũi. Mỗi chân cứ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc là được. Móc cho đến cái chân móc ta đánh dấu thứ hai thì cũng tương tự,
móc mũi móc đơn vào đó, sau đó đánh dấu lại cái chân móc đó ha. Và mình sẽ móc đến cuối vòng. Khi móc đến cuối vòng rồi cũng đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời, sau đó móc lên một mũi móc xích. Hàng móc thứ ba, tiếp tục móc cho mình các cái mũi móc đơn cho đến chân móc đầu tiên mà ta đánh dấu. Mình sẽ giải thích một chút ở cái phần đỉnh của giày nè. Thì ban đầu cái phần mặt đế của mình á, mình tạo ra 7 mũi móc ở cái đỉnh này, thì nó sẽ tạo ra 7 cụm ở bên trên. Lúc này ở cái phần giảm mũi bên trên mình tạo ra 8 cụm. Bởi vì cái phần giảm mũi á, khi các bạn giảm mũi nó sẽ bị lệch cái mũi móc của mình ha, nghiêng về một hướng nè. Nên khi các bạn móc cho mình 7 cụm ở đây thì cái mũi móc của mình nó sẽ bị lệch về một hướng. Các bạn sẽ tạo thêm cho mình một cụm thì lúc này hai cái mũi này nó sẽ ngang nhau nè. Nó sẽ không có bị lệch nữa ha. Và tất cả các cái size từ size nhỏ cho đến size lớn, các cái hàng móc giảm mũi này các bạn sẽ làm y như mình hướng dẫn ở đây ha. Mình sẽ có tổng cộng là 4 hàng cho cái phần thân này. Móc cho đến đây. Thì đến cái chân móc mình đánh dấu ở đây, tháo kim đánh dấu ra, sau đó chân mà mình vừa tháo kim đánh dấu với chân kế bên sẽ chụm lại thành một chân ha. Thì các bạn cũng chụm giống như cái mũi chụm phía dưới nè. Đâm kim vào chân, tháo kim đánh dấu, kéo len, sau đó đâm kim vào chân kế bên, kéo len và kéo qua ba chân trên kim thì ta chụm lại được thành một mũi ha. Tiếp tục đánh dấu vào. Từ đây mình sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại. Ta có mũi chụm thứ hai, kéo qua ba chân, tiếp tục mũi chụm thứ ba, đâm kim lần lượt vào hai chân móc ha, kéo qua ba chân trên kim, mũi chụm thứ tư, tiếp tục là mũi chụm thứ năm. Mũi chụm thứ 6. Mũi chụm thứ 7. Và mũi chụm thứ 8. Mũi chụm thứ 8 nó sẽ nằm ở cái chân móc mà ta đánh dấu đầu bên này ha. Tháo kim đánh dấu ra nè. Sau đó đâm kim lần lượt vào hai chân móc, chụm lại thành một mũi. Kéo qua ba chân trên kim. Lúc này mình sẽ có tổng cộng là 8 mũi chụm ha. Đánh dấu vào chân mũi chụm thứ 8. Các chân còn lại thì móc tương tự cho đến cuối, mỗi chân ta sẽ móc một mũi móc đơn. Lúc này khi các bạn đặt cái phần thân giày nằm thẳng nè, thì hai cái mũi mình đánh dấu lúc này nó sẽ nằm ngang với nhau nha. Nó sẽ giúp mình lên cái phần thân trên không có bị lệch về một hướng nha. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cho đến cuối hàng móc. Kết thúc vòng này, đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời, sau đó lên một xích thì ta móc được 3 hàng móc rồi. Để ý hàng đầu tiên mình móc giảm mũi, hàng thứ hai móc đều không giảm, hàng thứ ba giảm mũi thì hàng thứ tư nó sẽ xen kẽ là một hàng ta không giảm mũi ha. Phần gót ở phía sau thì cứ móc đều, mỗi chân là một mũi móc đơn. Đến phần đỉnh giày ở bên trên thì móc đều, tháo kim đánh dấu ra nè, và ta sẽ móc các cái mũi móc đơn vào các chân móc. Tiếp tục đánh dấu lại. Chân kế bên cũng tương tự ha, một mũi móc đơn. Chân kế tiếp một mũi móc đơn nè. Cứ móc cho mình cho đến chân móc kế tiếp mà mình đánh dấu. Ta cũng tháo kim đánh dấu ra, móc một mũi đơn, sau đó tiếp tục đánh dấu lại và móc tương tự cho mình cho đến hết.
móc cho đến cuối vòng ha. Sau khi kết thúc được hàng thứ tư, móc vào chân mũi đơn đầu tiên một mũi dời, sau đó lên một xích, kéo và cắt len. Vuốt mạnh sợi len này cho mũi móc của mình nó nhỏ lại. Ta có 4 hàng móc giảm mũi ở phần thân, áp dụng cho tất cả các size ha. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc lên cái phần thân trước cũng như là phần cài dây nè. Từ hai cái điểm mà mình đánh dấu ở đây, mình sẽ móc lên một cái phần thân để nó che được cái phần lưng của chân ha. Đây, bây giờ mình sẽ móc từ cái điểm này qua. Tính từ cái chân móc mà các bạn đánh dấu đầu tiên ở đây, mình sẽ đếm lùi lại 4 mũi móc. Chân đầu tiên nè, tính từ chân này ha. 1, 2, 3 và 4. Ta đâm kim vào chân thứ tư để mình móc nè. Và lúc này các bạn sẽ đâm kim cho mình vào đường móc nằm bên trong nha. Đưa cho mình sợi len ra phía sau. Sau đó kéo len qua chân móc. Di chuyển kim đến chân bên trong kế bên. Móc cho mình vào chân bên trong một mũi móc đơn vào chân kế bên ha. Khi móc dấu luôn cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Được mũi móc đơn vào chân thứ hai rồi chân thứ ba móc một mũi nửa kép. Ta tăng được cái độ cao của mũi móc rồi nè. Còn lại một chân cuối cùng với cái chân móc mà ta đánh dấu thì tháo kim đánh dấu ra, sau đó đưa cái kim đánh dấu đến cái chân móc của mũi đơn ta móc đầu tiên, đánh dấu vào đó. Thì hai chân móc kế tiếp các bạn sẽ tiến hành chụm mũi cho mình bằng mũi kép đơn ha. Và lúc này ta sẽ móc luôn vào chân móc nè. Thì cách chụm mũi bằng mũi kép đơn như sau. Ta tiến hành lấy len lên trên kim, sau đó mình sẽ đâm kim vào chân móc kế bên và đâm kim luôn vào chân móc chứ không đâm kim vào đường bên trong nữa nha. Sau đó kéo len qua chân móc. Được 3 mũi trên kim, kéo qua 2 chân trên kim. Sau đó tiếp tục lấy len và đâm kim vào chân kế tiếp. Kéo len, kéo qua 2 chân trên kim, sau đó kéo qua 3 chân trên kim. Ta có được một mũi chụm bằng mũi kép đơn nè. Các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến khi mình được 5 mũi kép đơn chụm liên tiếp. Và lúc này cái mũi đánh dấu thứ hai mình không cần nữa nha. Tháo kim đánh dấu ra. Ta móc tiếp mũi chụm kép đơn thứ hai nè. Kéo qua 2 chân, sau đó tiếp tục lấy len. Đâm kim vào chân kế bên, kéo len, kéo qua 2 chân, sau đó kéo qua 3 chân. Ta có mũi chụm thứ hai. Tiếp tục mũi chụm thứ ba. Đâm kim lần lượt vào 2 chân móc, sau đó kéo len qua 3 chân trên kim. Mũi chụm thứ tư. Kéo qua 3 chân và tiếp tục mũi chụm thứ năm. Điểm này nó sẽ áp dụng cho tất cả các size ha. Kéo len nè. Khi có được 5 mũi chụm bằng mũi kép đơn rồi, chân kế tiếp các bạn sẽ giảm cho mình độ cao và lúc này mình sẽ đâm kim vào chân ở bên trong nè. Ta có mũi nửa kép và mũi móc đơn ha, thì móc cho mình chân kế bên là mũi nửa kép vào chân bên trong. Tiếp theo là mũi móc đơn vào chân kế tiếp và cũng đâm vào chân bên trong ha. Sau đó kết thúc móc một mũi dời vào chân bên trong kế tiếp. Lúc này các bạn sẽ dùng kim đánh dấu và đánh dấu cho mình vào chân của cái mũi dời ta vừa móc. Tức là cái chân móc nó nằm ở phía sau của cái đầu kim ha. Đây, là chân của mũi dời này nằm sát ở đó, đánh dấu vào đó cho mình. Thì đoạn này mình cũng có 3 cái mũi mà mình móc vào chân bên trong ha. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích. Sau đó ta quay ngược đầu móc lại. Lúc này tính từ hai cái chân móc mà mình đánh dấu, ta sẽ tạo ra được các cái chân móc như thế này. Ha, đây là chân móc đầu tiên là chân mình đánh dấu, sau đó các cái chân móc liên tiếp với nhau. Áp dụng cho tất cả các cái size ha, cho đến chân móc mà mình đánh dấu kế bên này. Thì hàng phần thân đầu tiên này các bạn sẽ tính luôn thêm cho mình vào cái chân móc.
Mà ta bắt đầu móc của cái phần thân này ha, tức là cái chân mà mình móc mũi dời đầu tiên á. Đây mình sẽ đâm kim từ cái chân móc đó đến cái chân móc ở phía sau của kim màu hồng luôn. Những size lớn thì các bạn sẽ móc đều và không giảm mũi. Còn từ size 11,5cm mình sẽ tiến hành giảm một mũi ha. Tháo kim đánh dấu ra nè và đâm kim vào chân mình vừa móc đó. Móc một mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc mình đánh dấu kế tiếp nè. Cứ mỗi chân móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc để mình tăng cái độ cao ở phần thân trước. Size nhỏ ha, để cho cái phần thân trước mình nó có cái độ bo ôm sát với cái phần thân chân của mình á, thì các bạn sẽ tiến hành giảm mũi cho mình ở cái phần đỉnh này nè. Mình sẽ giảm một mũi ở phần đỉnh ha. Thì lúc này mình tạo ra được 11 chân móc. 11 chân móc này các bạn có thể giảm cho mình ở chân thứ 5 và chân thứ 6 hoặc chân thứ 4 và thứ 5 ha, chụm lại thành một chân. Thì ta đã có được 3 mũi kép đơn rồi nè, ta có mũi kép đơn thứ 4 ha. Chân thứ 5 và thứ 6 chụm lại cho mình thành một chân nè. Cách chụm tương tự, lấy len đâm kim vào chân thứ 5, kéo qua hai chân nè. Đâm kim chân thứ 6 qua hai chân, sau đó qua ba chân trên kim. Ta cũng chụm lại được thành một mũi ha. Các chân còn lại thì móc đều, mỗi chân là một mũi kép đơn cho đến chân ta đánh dấu. Đến chân mình đánh dấu rồi, tháo kim đánh dấu ra và cũng đâm kim vào đó, móc một mũi kép đơn ha. Thì đó là cái chân của mũi móc đơn ở phía dưới á. Tính luôn cái mũi mà ta đâm kim mũi dời nè, thì các bạn cũng đâm kim vào cái chân móc ở phía trong đó nha, móc một mũi kép đơn luôn, móc lên hai mũi móc xích, sau đó quay ngược đầu móc lại. Thì cái điểm mà mình giảm mũi ở phía dưới này nè, nó sẽ giúp cho cái phần này nó có cái độ bo lại. Canh chỉnh cho cái phần thân dài thì lúc này hai cái đầu của cái phần thân trước nó sẽ ngang bằng với nhau, chứ nó không có bị lệch về một hướng ha. Đây nó nằm ngang với nhau như thế này. Thì từ đây các bạn sẽ móc đều cho mình các cái hàng móc còn lại. Mỗi chân móc ta cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và mình sẽ móc đều ha. Không giảm mũi cũng không tăng mũi nè. Chân đầu tiên một mũi kép đơn, móc cho đến cuối hàng. Đến cuối hàng tiếp tục móc lên hai xích và quay ngược đầu móc, móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy cho đến khi mình đạt được một cái độ cao cao đến cái phần cổ chân ha. Hoặc là khi các bạn gặp lại nè, ta sẽ móc cho đến khi cái chiều cao này nó đạt được 2/3 so với mặt đế, tính từ cái phần đỉnh dày đi xuống ha, đạt được 2/3 là được. Sau khi mình đã móc được 3 hàng móc đều không giảm mũi nè, thì nó sẽ có một cái độ cao như thế này. Kết thúc móc lên một xích, sau đó cắt len. Giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc ha. Thì cái hàng móc thứ tư tính từ trên xuống mình có giảm mũi, nó sẽ giúp cho cái phần thân này nó ôm sát được vào cái phần má chân nè. Và đây cũng là điểm mình cần tăng size thứ ba cho các cái size ha. Đối với những bạn nào mà móc size lớn thì sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc nữa. Làm sao cho cái phần thân này nè, nó có cái chiều cao che được đến cái phần cổ chân của bé và che hết cái phần má trước của bé là được. Bây giờ mình sẽ móc cái phần thân sau để mình có thể tạo được khoảng trống để luồn dây. Để móc được dễ dàng hơn thì gập cho mình cái phần thân trước vào trong. Lúc này đoạn móc của mình nó đã gọn gàng rồi nè. Mình sẽ bắt đầu móc từ hướng bên này sang bên này ha. Đưa cho mình sợi len ra phía sau. Lúc này mình sẽ có 3 chân móc lồi ra bên ngoài nè, 3 cái chân móc mà có cái đường móc bên ngoài ha. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào đường móc bên ngoài đầu tiên, sau đó kéo len qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Di chuyển kim đến chân thứ hai, móc một mũi móc đơn. Vào đường bên ngoài ha. Khi móc giấu luôn sợi len thừa vào trong mũi móc. Tiếp tục chân thứ ba cũng đường bên ngoài nè, một mũi móc đơn.
Khi có 3 mũi móc đơn rồi, chân kế tiếp lúc này các bạn sẽ đâm kim cho mình luôn vào chân móc nè. Mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Nhớ giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc ha, để khi mình cắt len không phải giấu len nhiều. Khi mình móc mà có cái chân móc mũi thừa á, các bạn cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc ha. Móc đến chân móc kết thúc của cái phần thân bốn hàng phía dưới nè, nó có chân móc của mũi dời và chân móc ta móc mũi dời, thì các bạn cũng đâm kim cho mình lần lượt vào hai chân đó nha. Mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc là được. Móc tương tự cho đến ba chân cuối cùng ở đây. Còn dư lại ba chân cuối cùng là cái đường móc bên ngoài nè. Thì các bạn sẽ móc cho mình chân đầu tiên một mũi móc đơn. Ở đầu hàng móc ba cái mũi phía ngoài mình tạo ra được hai chân móc. Thì lúc này ba mũi này các bạn cũng tạo cho mình hai chân móc ha. Ta có một mũi rồi hai chân còn lại chụm mũi nè. Đâm kim lần lượt vào hai chân ha và chụm bằng chụm mũi đơn nhé. Tiếp tục chân cuối cùng nè. Kéo len, sau đó kéo qua ba chân trên kim. Ta cũng giảm được một mũi ha. Từ đây móc lên ba mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng này mình sẽ tạo khoảng trống đầu tiên. Thì ba mũi xích này tương đương là một mũi móc rồi, các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân đầu tiên, thì chân đầu tiên là nó tương ứng với ba mũi xích rồi ha, thì ta không tính chân đầu tiên đó, tính từ chân đầu tiên đó tính bỏ qua cho mình hai chân móc, tức là ta sẽ có được ba chân móc bỏ qua. Đâm kim vào chân thứ tư nhé, móc vào chân thứ tư một mũi móc đơn, sau đó làm lần lượt cho các chân móc còn lại, chừa cho mình ba chân móc cuối cùng. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn. Khi móc đến cuối hàng còn lại ba chân móc thì đầu tiên mình cũng có tạo ra một cái khoảng trống để mình cài cái dây rồi nè. Thì lúc này còn ba cái chân cuối cùng, các bạn cũng bỏ qua cho mình hai chân và đâm kim vào chân cuối cùng, móc vào đó một mũi kép đơn kéo dài nha. Kéo dài mũi móc ra một tí nè. Kéo qua hai chân, sau đó kéo qua hai chân tạo mũi kép đơn. Ta cũng tạo được khoảng trống để mình luồn dây nha. Và cái mũi kép đơn kéo dài này nó sẽ có cái khoảng cách độ rộng nó bằng với ba cái mũi móc đơn mà mình gây nên bên này ha, tạo ra hai khoảng trống tương tự nhau. Lên một xích và quay ngược đầu móc. Đến hàng móc kế tiếp từ size này trở xuống ha, thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái đường gờ vuông lên như thế này. Thì hàng phía dưới mình tạo khoảng trống rồi, hàng tiếp theo sẽ không tạo khoảng trống và móc đều. Thì chân đầu tiên sẽ là cái chân móc này ha. Thì thay vì móc vào chân này, các bạn sẽ móc luôn cho mình vào khoảng trống để mình tạo cho cái khoảng trống này nó lộ rõ hơn nha. Móc một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục các chân móc kế tiếp thì mỗi chân làm một mũi móc đơn. Ta có mũi móc đơn thứ hai nè. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Và móc đơn thứ sáu. Những size lớn hơn các bạn sẽ móc tiếp cho mình tương tự cho đến hết hàng. Thì hết hàng các bạn cũng móc cho mình luôn vào khoảng trống cuối cùng ha, một mũi móc đơn. Còn size nhỏ, size từ size 11,5 trở xuống nè, thì các bạn sẽ dừng lại cho mình ở cái khoảng cách này. Tức là cái phần mà mình móc ở đây nè, tính từ cái đầu này cho đến đầu này thì nó sẽ nằm một nửa so với cái khoảng mà mình vừa chia ở đây ha. Thì khi được một nửa rồi nè, đếm cho mình, ở đây mình có tổng cộng là 6 mũi móc đơn. Tính luôn cái khoảng trống mà mình luồn dây nha. Thì từ đây các bạn cũng đếm ngược ra cho mình 6 mũi móc, tính luôn khoảng trống luồn dây nè. 2 nè. 3, 4, 5 và 6. Mình sẽ đâm kim vào chân móc thứ 6 tính từ khoảng trống đi ra ha. Đánh dấu cho mình cái khoảng này lại. Sau đó mình sẽ móc vào cái phần mà mình đang móc dở dang nè. Đây, 6 mũi ha, bằng với khoảng cách này rồi. Thì bây giờ mình sẽ móc lên các cái hàng móc tiếp theo giúp cho phần thân của mình nó cao hơn. Khi kết thúc móc lên cho mình một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Ở cái phần thân cao này nè, tính từ gót đi vào thì mình sẽ không giảm mũi nha, móc đều, mỗi chân là một mũi móc đơn. Các bạn sẽ móc cho mình chừa lại ba chân móc cuối cùng. Vì cái hàng phía dưới mình móc đều rồi nè,
không tạo khoảng trống thì hàng này mình sẽ tạo khoảng trống ha. Móc cho đến khi còn 3 chân cuối cùng. Lúc này còn 3 chân cuối cùng rồi, móc vào một mũi kép đơn kéo dài ở chân cuối cùng nha, bỏ qua hai chân chính giữa. Sau đó lên một xích, ta tạo được khoảng trống thứ hai nè. Quay ngược đầu móc lại. Xen kẽ hàng kế tiếp sẽ không tạo khoảng trống thì sẽ móc đều. Và sẽ móc vào cái khoảng trống để mình lộ rõ cái khoảng lùng dây ha. Ta có móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư. Được hai khoảng trống rồi nè. Những size lớn hơn thì các bạn cứ tạo cho mình thêm nhiều khoảng trống như vậy nữa, làm sao cho cái hàng cuối cùng của mình nó còn ít số mũi móc là được. Ví dụ như nó toàn tầm khoảng 4 mũi đổ lại ha. Thì lúc này mình đã còn 4 mũi rồi nè, các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích, sau đó mình sẽ cắt len để hoàn tất được cái phần thân bên này. Tiếp tục mình sẽ tiến hành móc qua cái khoảng còn lại bên này ha. Thì đầu còn lại bên này cũng làm tương tự, cũng đưa kim, đâm kim vào chân thứ 6. Đưa cho mình sợi len ra phía sau nè. Đâm kim vào chân thứ 6 tính từ cái khoảng lùng dây ha. Kéo len lên một xích. Mũi đầu tiên là chân mình vừa móc mũi giờ nè, móc một mũi móc đơn. Ta móc tương tự cho đến cuối thì ta sẽ có 6 mũi móc đơn ha. Móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ năm và móc đơn thứ sáu được móc vào khoảng trống để giúp cho khoảng trống nó lộ rõ hơn nè. Từ đây móc lên 3 mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Hàng phía dưới không tạo khoảng trống rồi, hàng tiếp theo tạo khoảng trống thì 3 mũi này nó tương đương là cái chân móc đầu tiên, bỏ qua hai chân móc kế tiếp móc vào chân thứ tư một mũi móc đơn, sau đó móc đến cuối hàng. Ta tạo khoảng trống thứ hai, tiếp tục lên một xích, từ cái phần đáy móc đều ha, một nè, hai, ba, hàng này xen kẽ tức là mình sẽ không tạo khoảng trống, móc luôn vào khoảng trống một mũi móc đơn để lộ rõ cái khoảng trống nè. Lên một xích sau đó cắt len thì lúc này mình còn 4 mũi móc bằng với số mũi móc của phần thân bên kia ha. Gặp lại nè thì hai phần nó sẽ bằng nhau, tức là mình sẽ móc đối xứng với nhau ha, tạo ra một cái hình giống như cái chiếc thuyền nè. Bây giờ mình sẽ viền lại toàn bộ phần thân dây, bắt đầu từ điểm này ha. Các bạn sẽ đưa cho mình sợi len ra phía sau hàng móc. Điểm đầu tiên mà ta đâm kim đó sẽ là cái chân móc ta bắt đầu móc của cái phần thân sau luôn nè, là cái chân lồi ra bên ngoài ha. Kéo len qua chân móc, sau đó lên một xích. Khi gặp chân móc thì móc cho mình một mũi móc đơn vào chân móc. Và khi gặp khoảng trống luồng dây thì móc hai mũi móc đơn vào khoảng trống. Một nè, hai nè. Gặp chân móc thì móc một mũi móc đơn. Gặp khoảng trống thì móc hai mũi móc đơn vào khoảng trống. Khi móc lưu ý dấu len thừa ha. Lên đến điểm này là sẽ có 4 chân ở bên trên, móc đều 4 chân, mỗi chân là một mũi móc đơn. Ở đây mình không tạo góc nha, các bạn cứ móc đều cho mình cho đến chân cuối cùng nè. Thì cái phần này mình không tạo góc, nó sẽ giúp mình tạo được một cái phần viền lại nè, nó không có bị gờ ở đây nha. Từ cái phần này mình mới bắt đầu tạo góc. Lên một xích nè và đâm kim vào chân mình móc cuối cùng đó một mũi móc đơn để mình tạo một góc vuông ở đây. Sau đó tiếp tục cứ đâm kim vào mỗi chân móc sẽ móc một mũi móc đơn. Đến cái điểm giao nhau giữa phần thân trên với phần thân ngang ở phía sau nè, thì cái chân móc ta móc đó các bạn sẽ bỏ qua, móc vào cái chân móc kế bên là được ha. Sau đó móc tương tự cho mình, mỗi chân làm một mũi móc đơn. Và mình sẽ viền tương tự cho các chân móc còn lại, qua cái phần thân bên này cũng vậy ha. Móc đến đây nè, sau đó tiếp tục đưa lên đây, móc viền tạo góc ở đây. Phần này thì móc đều và không tạo góc nha. Gặp khoảng trống thì móc hai mũi móc đơn, còn chân móc là móc một mũi móc đơn, móc tương tự cho đến hết. Móc đến chân cuối cùng thì móc một mũi dời vào cái đường bên ngoài nè.
sau đó kéo len và cắt. Sợi len thừa đang nằm bên ngoài ha, đâm kim từ trong ra ngoài, kéo sợi len thừa vào trong, sau đó giấu len thừa vào trong mũi móc. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được một thân dày như thế này. Đối với hai cái đường gân viền ở phía sau nè, để nó đều nhau hơn thì các bạn cũng đưa sợi len ra phía sau. Đếm từ phần thân cao này ra ngược 4 mũi móc, đâm kim vào mũi thứ 5 ha. Và ta đâm kim vào cái hàng phía dưới nha. Tùy vào sở thích của các bạn, nếu các bạn muốn cái đường gân này nó dài hơn thì mình có thể tạo cái khoảng dài hơn. Và ta sẽ lần lượt đâm kim vào mỗi chân móc, móc một mũi dời vào mỗi chân móc ha. Mình sẽ viền cho đến cái đoạn này thì đếm ngược lại số mũi móc bằng với cái đoạn đầu tiên nè. Sau đó tiếp tục tạo cho mình thêm một đường gân màu khác ở phía dưới, tương tự như cái đường gân mình vừa tạo ha. Ta sẽ có được hai cái đường gân song song với nhau. Móc cho mình thêm một sợi dây móc xích dài tầm khoảng 110 cho đến 120 mũi móc xích để mình tạo sợi dây luồn vào trong thân dây nè. Lưu ý cho mình cái chân móc đầu tiên mà mình luồn dây sẽ là hai chân móc ta bắt đầu của phần viền á, là hai cái chân móc hở ra ở phía dưới nè. Đây là hai chân móc mình bắt đầu luồn dây ha. Sau đó tiếp tục là các cái khoảng trống mà mình tạo ở bên trên. Tức lúc này mình sẽ có tổng cộng là 3 khoảng trống ở mỗi phần ha. Tùy vào sở thích của các bạn có thể luồn dây theo ý thích. Những bạn nào mà tạo nhiều khoảng trống hơn thì cứ luồn dây theo hết cái khoảng trống này là được. Những bạn nào mà móc dây cho bé tập đi, mình có dán đế thì các bạn sẽ dùng keo nến và dán cho mình mặt đế xốp vào trong mặt đế dày len. Thì lưu ý cho mình nè, ở cái mặt đế dày len để có thể dán được một cách dễ dàng hơn, các bạn sẽ cắt cho mình tổng cộng là hai cặp đế bằng nhau nha. Hai cặp đế bằng nhau, sau đó các bạn sẽ úp ngược cho mình một cặp lên một cặp. Thì lúc này khi cái phần đế của mình có cái độ bo cong á, hai cái phần bo cong ở một chiếc nó sẽ nằm song song với nhau. Luồn cho mình một mặt đế vào trong. Đây, mình sẽ luồn cái mặt đế bên trên vào trong. Khi luồn vào, các bạn nhớ canh chỉnh cho mình các cái đường móc ở phần thân dây á, nó đối xứng với nhau qua cái phần mặt đế. Đây. Thì lúc này nó sẽ giúp cho cái phần mặt đế mình nó được phẳng hơn nè. Khi mặt đế phẳng rồi thì mình sẽ tiến hành bôi keo như hướng dẫn ở clip trước rồi ha. Các bạn sẽ bôi keo cho mình một phần, sau đó mình áp vào, đợi keo khô, sau đó bôi keo hai phần còn lại ha. Khi được một phần rồi nè thì bôi keo vào phần thứ hai, sau đó tiếp tục áp lại và bôi keo vào phần cuối cùng, áp lại ha. Như vậy là ta đã dán đế được rồi nè. Khi mà mình mang vào chân của bé, các cái đường gờ ở phía sau này nè, nó sẽ giúp cho cái mũi móc của mình nó không có bị giãn quá nhiều khi mình sử dụng lâu dài ha. Đây, luồn vào trong chân nè và giúp nó ôm sát được phần gót chân của bé. Hai đầu dây thì mình cột lại để cái phần thân dày của mình giữ cố định trên chân nè. Khi mình dán keo chắc chắn cái mặt đế xốp vào trong mặt đế giày len rồi thì cái mẫu giày của mình nó có thể đi trong nước nè, hoặc là đi trên sàn đất, sàn xi măng, sàn gạch men đều được ha. Để phân biệt được chiếc trái phải thì khi mình dán đế vào nè, hai cái phần bo cong á, nó sẽ nằm song song với nhau ở mặt trong. Nó sẽ giúp mình có thể phân biệt được chiếc trái và chiếc phải. Như vậy là mình vừa hoàn tất được một mẫu giày bata cho bé xinh xắn như thế này. Chúc các bạn thành công!